môn toán có thể trở nên cực kỳ khó chỉ trong giây lát. Cúi xuống nhặt bút thôi mà đã thấy muốn mất gốc rồi. Ôi trời, còn nữa à? Ôi, chờ đã. Chậm thôi ạ. Ôi không, đơ tay luôn. Là thế là hết. Thật á? Sao ngần ấy và đây là câu trả lời? Điên mất. Lại là giờ nghệ thuật. Và bài tập về nhà hôm nay là... một bài luận 2000 từ á. Ôi trời, lẽ ra mình phải uống một tách cà phê hồi sáng. Chứ gì mình đã mệt rồi. Ê, nhìn kìa, cô ngủ say luôn rồi. Thấy không, bày trò một tí đi nhỉ. Xem nè, tớ tưởng chúng ta không được ngủ trong lớp. Luật lệ được tạo ra là để phá vỡ mà. Nhìn thứ này xem. Sao phải viết về nghệ thuật khi ta có thể tạo ra nghệ thuật nhỉ? Chà, hay đấy. Lấy màu acrylic và bóp màu vào miếng bọt biển như thế này. Xong rồi thì lật úp miếng bọt biển xuống. Chuẩn, màu dính xuống bàn. Chuẩn thôi. Hay lắm bạn yêu. Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cô đang làm gì thế? Ôi không, từ từ, cô có bài tập về nhà cho các em đây. Xóa bảng đã. Cái gì đây? Sao lại có màu ở đây? Có phải các cô làm không? Tẩy đi ngay. Trời ạ. Ngay bây giờ. Thứ này sẽ chẳng bao giờ sạch được. Đến mai cũng chưa lau xong nữa. Đúng là tệ hại. Sao phải căng thẳng về bài kiểm tra khi bạn có thể xem video vui nhộn nhỉ? Tiếng gì thế? Lana chẳng bao giờ tập trung trong lớp cả. Ai biết câu trả lời không? Ngoài Madison ra. Lana thì sao? Lên bảng nào Lana? Nhanh lên. Cô gọi kìa. Cả lớp đang đợi em đó. Nhưng mình lại không nghe giảng khúc nãy. Sao thầy cô lúc nào cũng gọi mình vậy? Được rồi, cô cho em xin cái bút ạ. Gì đây? Chữ tượng hình hay sao á? Biết rồi. Hóa ra, nếu bạn ấy ấn đủ mạnh, đầu bút sẽ bị kẹt. Ôi, đưa cô. Nãy còn viết được mà. Em có làm gì cây bút không đấy Lana? Nó tự hỏng mà cô. Chán quá nhỉ, em lấy bút khác xem nào. Nhưng chẳng cây nào viết lên bảng trắng được. May cho em lần này đấy. Dễ ợt. Tớ biết, tớ là thiên tài mà. Xong tớ kiểu... Đưa cho thầy. Nộp lại cho thầy. Madison. Còn chỗ kia thì sao? Sao họ luôn biết về đống kẹo mình giấu chứ? Kẹo chảy nước hết ra rồi. Mấy thứ này ghê lắm. Cậu tin nổi không? May cho thầy cô là không phải lúc nào cũng xài luật của lớp đấy. Kẹo mình thích. Không thể tin được thầy ăn kẹo của mình. Hả? Thật ra mình nên giấu tăng vật đi. Chờ đã, tôi mới nghĩ ra ý này hay lắm. Madison, lại đây. Trò chơi khăm này có vẻ cũng rất gì và này nọ đấy. Ôi thầy, em không hiểu câu số 5. Câu này khó thật. Hoàn hảo, tớ hành động đây. Và tớ cần cái này. Trong khi Madison làm thầy sao nhãng, thì mình sẽ cắt một đường trong túi đựng rác.
Quan trọng là phải cắt thật mượt qua đáy túi, không ai thấy vết cắt luôn. Chà, nhiệm vụ hoàn thành. Lê, xong chưa? Em cảm ơn thầy. Không có gì. Tuyệt vời ông mặt trời. Bài hôm nay kết thúc, các em nghỉ. Chán quá không được xem trò hay rồi. Bye bye. Còn sô-cô-la không nhỉ? Trời, mình ăn hết rồi. Chả còn gì ngoài vỏ. Mai mình phải tịch thu thêm mới được. Vào thùng rác này. Ô, đây rồi sao? Mình sẽ đi đổ rác luôn. Hẳn là mình đã ăn nhiều lắm. Không, có mưa vỏ kẹo ở đây này. Sao lại thế này được chứ? Rồi thầy sẽ hiểu là không được lấy đồ của tụi mình nữa. Mấy em kia, liệu hôn với tôi. Tớ cá là bạn dùng xà phòng cả triệu lần mỗi ngày nhỉ? Xà phòng rửa tay rất sạch. Nhưng hóa ra nó còn dùng để chơi khăm thầy cô nữa. Đó là vì khi trà xà phòng lên thì bạn không thể viết lên bảng trắng nữa. Xem đây. Trò này sẽ tuyệt lắm đây. Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học về giải phẫu người nhé. Chẳng có gì đáng cười cả. Mình còn chẳng thấy được. Ơ, sao lại thế này? Hả? Trông cô bối rối chưa kìa. Cái này đâu phải bụi phấn đâu. Sáp à? Hay gì nhỉ? Các nàng, lại là trò của các em hả? Vâng. Thích xà phòng à? Vậy rửa đi thôi. Trước tiên, ta phải nhúng miếng bọt biển cho ướt. Hay đấy các nàng. Wow, nó lên bọt rồi. Làm sao mình lau hết đi được đây? Càng lau thì càng gớm. Thôi nào, đủ rồi. Tôi chịu hết nổi mấy trò của các em rồi. Cứ như là tôi đang rửa xe trong này vậy. Ôi trời, không thể thở nổi luôn. Bài trắc nghiệm hẳn sẽ xóa đi nụ cười của các em nhỉ? Gì cơ? Ôi không, cả tuần này chúng mình đã học gì đâu. Chúc các em may mắn. Em sẽ cần cái này đấy. Nhưng tụi mình sẽ xuống dốc không phanh mất. Mẹ sẽ giết tớ mất thôi. Có vẻ như trò chơi khăm này cho họ hạ cánh vào trường nội trú. Và đây là người giáo viên nghiêm khắc nhất. Này, mình có nên làm không? Buộc tóc chặt quá. Thế này chứ, được là chính mình mới tuyệt làm sao. Làm theo cách của riêng mình để thay đổi nào. Cô sẽ hết hồn khi thấy chúng mình thế này đấy. Tuyệt vời. Các em, không chịu học hả? Cắt đi cho mát nhé. Hả? Ôi không, cô sẽ không. Em buộc ngay đây. Đúng ý cô đấy. Mình phải đi gấp. May mà tôi có tin nhắn đấy. Giờ đừng có đi đâu. Không đi ạ. Nơi này thật kinh khủng. Nhưng có lẽ chúng mình có thể làm nó thú vị hơn. Tuyệt. Chắc chắn rồi. Với trò này, quấn băng dính quanh cây kéo, quấn kín hết lưỡi kéo. Cắt băng khi quấn xong và bùm, xong rồi. Chà, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Thử cắt tóc tụi em nữa xem cô ơi. À, thoải mái rồi. Các cô kia, lại hư nữa. Thế đấy, tôi sẽ cắt hết. Này, kéo bị sao vậy nhỉ? Bị quấn băng dính hết rồi. Bực quá đi mất. Đủ rồi, các em,
sẽ bị ở lại lớp. Muốn thử ngay những trò chơi khăm này với giáo viên của bạn không? Hãy rủ dê bạn bè cùng tham gia và chia sẻ video này trên trang của họ nhé. Và nhớ đăng ký trang YouTube của 123 Go School để xem nhiều video hài hước nữa đấy.